Xin chào tất cả quý bạn và các vị đã cùng nhau đến với góc Pro View của Senzia, người chơi đường giữa của đội tuyển Pháp Quốc với vị tướng Chrissy trong kèo đối đầu đi đường giữa cùng với cả Lilian Navega trên tuyến. Một trận đấu ở trên rank 3x4x sao của Silverdive, nhưng mà có thể nói được là rank thách đấu của Silverdive được, bởi vì Senzia hiện tại cũng đang lọt top 50 người có lượng sao cao nhất của Silverdive và chỉ chờ đợi lên 50 sao là lọt top thách đấu thôi. Senzia có đi đua cùng với cả Su Siang, người sẽ sử dụng vị tướng teo nát ở trong ván đấu này ở khu vực đường rồng. Chat gì đây? Sắp cầu A đang gọi support ra hỗ trợ cho Senzia. Support lại đi xuống khu vực đường tạt tần xe ra. Liliana bên phía của đối phương ở trong ván đấu này là top Đài Loan Liliana nhỉ? Senzia sẽ đối đầu với cả top Đài Loan Liliana. Karizik hỗ trợ cho Lily đã giải quyết xong nguyên lính ở khu vực đường giữa. Bây giờ Crack mới tới. Ở khu vực đường tạt thần sẽ là kẻ đối đầu giữa Richter và Sena. Một tình huống thả bướm bảo trách bụi. Trong khu đó khu vực đường rồng thì Su Siang sẽ có teo nát đối đầu cùng với cả Yaosu bên phía đối phương, hỗ trợ là Crack và Karisik. Cuối cùng thì đi rừng bên phía đội xanh đó là Kera, bên phía đối phương là Wonder Woman. Lily đã kéo lên khu vực nửa trên cùng với cả Karisik rồi. Mất tốc biến bỏ chạy đến từ Crack. Cú bắn tiếp theo đến từ Yaosu là rất tốt và khiến cho Crack mất tốc biến bão là tốt. Bướm bảo cũng sắp hồi. Tiếp tục cấu bóng vào Wonder Woman. Wonder Woman ăn trọn vẹn quê lính của Liliana. Có lẽ vẫn sẽ là một cái lối chơi đường giữa không di chuyển nhiều đến từ Genji hay chăng đây? Đúng rồi, Genji sẽ không di chuyển quá nhiều với vị tướng Chrissy. Tôi nhớ không nhầm thì đây là Pro View thứ 2 mà chúng ta có Chrissy trong tay của Genji rồi. Ở Pro View Chrissy trước đó Genji cũng không di chuyển, nhưng đánh cực kỳ hay, cực kỳ chắc tay với Chrissy. Và ván đấu này thì sao? Hãy cùng chờ đợi. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại của ván đấu, phút trận đấu thứ 2 thì Genji cũng chưa di chuyển quá nhiều. Tiếp tục là cấu máu tiếp vào Wonder Woman với bướm ảo. Kera đang bật lên cho mình truy sát nhưng đang không có mục tiêu. Đã có chiêu cuối 10 sao băng đến từ Genzia. Liên tục là những tình huống trách bụi. Liên tục trách bụi đến từ Genzia. Đánh rất chắc, không di chuyển nhiều nhưng đánh chắc. Dòng ánh sáng, mục tiêu mà cả hai bên muốn hướng tới. Đây, tình huống bao lá và sau đó mưa sao băng kết hợp cùng với chiêu 1 thả bướm ảo. Nhưng đáng tiếc hết năng lượng đến từ Genzia rồi. Lily nhả ra cái linh đạn. Bây giờ có bướm ảo từ Genzia nhưng chỉ để giải quyết lính. Lùi lại một nhịp ăn cho mình cục máu sau trụ. Còn dòng thì cũng đã có dành cho bên phía của đội xanh. Một điểm gục dành cho bên phía đối phương. Người đầu tiên phải lên bảng điểm số đó là Crack. Phút trận thứ 3 rồi. Cố gắng cướp con mắt tinh linh nhưng không được. Ui, một tình huống cấu máu quá tốt đến từ Genzia và Zosian. Karizik mất đi 2/3 cây máu trong tình huống vừa rồi. Tình huống mà Genzia đã thả bướm ảo và trước đó là tình huống có bạo lá hất tung được vào Karizik. Phút trận đấu thứ 3 và chuẩn bị bước sang phút trận đấu thứ 4. Genzia vẫn không chủ động di chuyển quá nhiều, chỉ là những tình huống đứng núp bụi rồi sau đó trở về khu vực đường giữa mà thôi. Bây giờ thì biến về sạc lại cho mình năng lượng đã mất. Người lính tiếp theo đang lên ở khu đường giữa. Có lẽ là Genzia vẫn sẽ giải quyết người lính này kịp. Vẫn chỉ là 1-0 dành cho bên phía của đội đỏ cho đến lúc này. Sena di chuyển ra khu đường giữa, ăn chung quê lính cùng với cả Liliana. Còn Kera đang có ở khu vực đường tạt thần đẩy lính cao cùng với Richter. Đứng núp bụi cố gắng bắt Sena, nhưng có lẽ là Sena sẽ bị vòng. Bởi vì trước đó khi mà Kera ăn chung quê lính cùng với cả Richter thì Kera cũng đã bị lộ sai. Ở khu vực nửa trên Wonder Woman bị lên bảng với một tình huống kéo ăn nút trưởng tốt đến từ Crack thì phải. Một đều về tỷ số mạng gục ở phút thi đấu thứ 4. Game đấu đang diễn ra tương đối cân bằng đến từ cả hai bên. Cho đến thời điểm này thì bên phía đội xanh đang nhỉnh hơn đối phương về một chỉ số mục tiêu lớn khi mà con Senza vẫn chưa được ăn. Nhưng bên phía đội đỏ thì có được điểm hạ gục chiến công đầu. Vâng, Su Siang đang bật lên cho mình ưng nhãng và bắn. Bắn vào Karisik. Phá cứ ưng chạm. Một bướm ảo. Nhưng mà Lily cũng đã có một tình huống vẩy và khiến cho Genzia cũng mất một lượng máu nhỏ. Ở khu vực hang Seiza có tình huống tranh cướp đến từ Richter. Richter tranh cướp thành công con Seiza và có lợi thế lượng máu dành cho Richter kia ra tới. Cố điểm gục vào người chơi đường tạt thần bên phía đối phương. Như vậy là 2-1 về tỷ số mạng gục cho đến lúc này. Genzia lại tiếp tục có mặt ở khu đường giữa. Genzia chưa bỏ bất cứ một con lính nào ở khu vực đường giữa cả. Tình huống né chiêu tương đối hay đến từ Genzia. Né được dây thừng chân thật nhưng giáp thần kỳ là tương đối rộng. Genzia bị dính nhưng cũng chẳng sao. Genzia đã ở một vị trí an toàn trong tầm trụ cho nên là Wonder Woman cũng chẳng thể làm được gì nữa.
Phút thi đấu thứ 5 của ván đấu, 2-1 về tỷ số mạng gục cho đến lúc này. Bên phía đối phương mất 2 điểm gục, đó là Karasik và Zena, tình huống tranh cướp ở khu vực hàng Seja. Có chiếc bùng nổ rồi, có chiếc bùng nổ rồi. Crack vừa kéo được vào Wonderwoman. Nhưng rồi bên phía đối phương công lên với Wonderwoman và Karasik. Nuốt chừng tốt quá. Bây giờ thì sao? Bão lá ớt tung đôi người và điểm gục đầu tiên dành cho Zenzia. Bão lá ớt tung hai người quá đẹp mắt đến từ Zenzia. Trách bụi và sau đó Zena nằm lại những điểm gục được dành cho Richter. Cú kéo chết chóc đến từ Crack và Zenzia của điểm gục thứ hai. Đánh rất chắc tay đến từ Zenzia với Krissi. Không một bụi nào bỏ sót ở khả năng tranh bụi đến từ Zenzia cả. Rất hay, rất hay. Không nhìn thấy Zena khu vực đường dưới và Richter cũng đã di chuyển lên. Zenzia đã có bão lá ngay vào cái bụi và đúng là hất tung được vào Zena, kèm theo đó là khả năng cấu rỉa đến từ chiêu 1. Richter cũng bằng vào luôn và khiến cho Zena phải nằm lại. 7-2 về tỷ số mạng gục cho đến lúc này. Phút thứ 6 của ván đấu, bên phía của đội xanh có thêm con rồng nữa, vẫn đang núp bụi đến từ Zenzia. Chờ đối phương đứng cao thì Zenzia có thể chơi được, khi mà cái trụ một đường giữa bên phía đối phương đã bị phá hủy. Nguyên dàn trụ ngoài đầu tiên bên phía của đối phương đã bị phá hủy rồi. Chúng ta đến vẫn còn nguyên ba trụ dàn ngoài. Một lợi thế lớn trước khi đến với đoạn mid game. Karasik hất tung được vào Karasik, sau đó là thêm chặt và chán kết hợp cùng với vùng diệt quỷ đến từ Richter. Bên phía đối phương phải lùi lại, họ có 3 người muốn công vào Zenzia nhưng không thành. Không có tình huống bão lá nào cả. Nếu như muốn tốc biến bão lá thì phải đợi cho cái chiêu cuối mưa sao băng của Zenzia hồi được đã, thì lúc đấy tốc biến bão lá nó mới có được nhiều hiệu quả, khả năng gây sát thương và tốc biến. Chỉ còn tình huống này mà tốc biến bão lá thì sẽ rất khó có mạng khi mà đối phương vẫn còn rất dày máu. Karasik, Zena tìm thấy được vào vị trí của Zhuxiang, đã tướng vượt chạm đến từ Zena và Lily mới là người có điểm gục vào Zhuxiang. Nhưng mà trong khi đó chúng ta mất thêm một người nữa, đó là Crack tốc biến lên, có chiêu 2 tốt đến từ Zenzia. Tiếp tục thả ra bướm ảo nhưng mới chỉ có một điểm. Richter hạ sát được vào Liliana, Zenzia phải lùi về khi mà Wonder Woman cố gắng tìm kiếm vào Zenzia thấp báu. Nhưng cuối cùng thì Zenzia quan sống, Wonder Woman nằm lại với điểm được dành cho Kera. Mất 2 được 4, có lợi trong tình huống giao tranh đường giữa vừa rồi dành cho đội xanh. Rất hay. Zenzia đang giữ vị trí rất tốt ở trong ván đấu này. Phút đầu thứ 8, 11-4 về tỷ số mạng gục. Zenzia đang có 4,5 nghìn tiền. Có lẽ thời điểm hiện tại lượng tiền của Zenzia sẽ nhỉnh hơn so với Liliana bên phía của địch. Lily bên phía của địch bị ăn chung với lính đường giữa tương đối nhiều và cũng bị nằm lại. Còn cho đến thời điểm hiện tại thì Zenzia vẫn đang giữ được cho mình sự trong trắng của KDA. Kéo con bồ xanh ra rồi sau đó là ăn con bồ xanh. Người ăn được đó là Richter. Chúng ta có 4-5 người ở khu vực con bồ xanh đó, cho nên là dồn sát thương rất nhanh trước khi con bồ xanh có thể quay trở lại hàng. Bây giờ sẽ còn xây ra bóng tối, bên phía đối phương cũng đang kéo người ra. Cú kéo đến từ Crack nhưng không trúng ai cả. Thả sang bướm bảo đến từ Zenzia cố gắng cứu điểm máu hấp tung bão lá vào Wonder Woman. Sau đó mưa sao băng được nhả ra, Kera hạ sát được vào Wonder Woman, tìm thấy vào Zenzia đó là Zena. Nhưng Zenzia vẫn đang có một khả năng giữ vị trí là quá tốt. Bướm bảo khiến cho Elsu phải lùi lại. Chúng ta mất đi Richter. Có bên phía đối phương mất 2 người, nhưng hình như là bên phía của đội đỏ là đội có được cho mình con xe ra bóng tối. Đúng rồi, đội đỏ là đội có xe ra bóng tối. 307 về KDA đến từ Zenzia. Giữ vị trí quá hay đến từ Zenzia trong ván đấu này. Đợi lính lên trước. Rất đông. Zenzia đang đứng được một cái bụi. Mất giật bắn đến từ Yaosu rồi. Mất luôn tốc biến. Tốc biến và sau đó là double kill dành cho Zenzia. Zenzia rất tỉnh. Đợi cho Lily tốc biến xong, Zenzia mới tốc biến lên rồi sau đó bật chiêu 2, khiến cho Lily không thoát được. Rất tỉnh và rất kiên nhẫn đến từ Zenzia. Bị nuốt chừng rồi sau đó bị lên bảng đếm số với cái bão đó là bướm ảo. Rồi sau đó bão lá của Zenzia mang về tiếp cái double kill quét sạch dành cho bên phía đội xanh. Zenzia đang giữ vị trí quá tốt ở trong ván đấu này. 7-0-8 rồi.
Phút đấu thứ 10 của ván đấu, trụ thứ hai đường giữa bên phía của đội đỏ bị bóc đi. Chúng ta tiếp tục công lên vào cái trụ bậc thềm. Zenzia không còn quá nhiều lượng máu, để lại nhiệm vụ lấy trụ dành cho những người đồng đội. Và đường lính sơ cấp đầu tiên ở khu đường giữa đã có ở phút thi đấu thứ 10. Rất tuyệt vời. 708 đến từ Kyrie của Zenzia. Quá ghê gớm. Lên cho mình trang bị quả cầu băng xương à? Đánh rất nhẹ nhàng đến từ Zenzia. Hỗ trợ Keran con bồ xanh. Nào Crack kéo, kéo được vào vị trí của đó là Karizic này. Nhưng mà Karizic vẫn thoát được. Bên phía đối phương đã có 4 người ở khu vực đường giữa. Chúng ta đã kiểm soát con rồng ánh sáng. Và sẽ có rồng ánh sáng dành cho bên phía đội xanh thôi. Hiện tại thì vẫn đang là lợi thế quá nhiều về mặt thế trận dành cho bên phía của Blue Team cho đến lúc này. Elsu cũng đang có một lượng tiền tương đối ổn, 19 cm, cũng là một người nằm trong top thách đấu của server thái à, của server đài. Trong những gấp pro view của các tuyển thủ đài thì chúng ta cũng đã thấy 19 cm xuất hiện rất nhiều rồi. Crack có một cú kéo chép chóc và khiến cho Wonderman phải nằm lại, nhưng 19 cm cũng đã bắn hai phát headshot vào vị trí của Zenzia. Zenzia về sạc máu. Ở đây thì sao, Kira có tam giác quỷ outplay cú sát thương cuối cùng đến từ Kira, à, đến từ Zena, và Zena phải nằm lại. Chúng ta có hai điểm gục bên phía đối phương. Tốc biến kéo đến từ Crack kéo được vào 19 cm, nhưng 19 cm vẫn thoát được với cú giật bắn của mình. Ở khu vực nửa dưới vẫn đang có giao tranh nổ ra. Lily cào và sau đó là cú bắn đến từ vị trí của 19 cm khiến cho Richter phải nằm lại. Chúng ta cũng đã mất 2 người rồi. Không, chúng ta mất 3 người. Trước đó là mất cả Zhuxiang nữa. Zenzia vẫn đang giữ vị trí là quá tốt. Vừa rồi là tình huống ngăn cản công khả năng công lên đến từ Karizic của đối phương. 709 từ Zenzia. Không đứng quá cao đến từ Zenzia, nhưng mà chúng ta đang bị lỗ người. Không đứng cao đến từ Zenzia. Zenzia chủ động đánh thấp. Ô, nhìn con ô tô này nhìn trông buồn cười vậy. Con ô tô này nhìn trông bầu bầu vậy. Nó như kiểu nó cẩu bộ ấm chè. Bên phía đối phương tiếp tục có con xe ra bóng tối. Đại lộ xe ra được hình thành ở khu vực đường rồng. Zenzia có bão lá hất tung và sau đó là bướm ảo. Quá nhiều sát thương, đây không phải là con cấu rỉa nữa mà đây là con sông sát thương trong tay Zenzia rồi. Chính xác hơn thì con Kurisi này là vừa có khả năng cấu rỉa và vừa có khả năng gây sát thương, khi mà sát thương DPS của con Kurisi cũng cực kỳ kinh khủng. Không, sát thương không phải sát thương DPS mà là con sát thương AoE. Sát thương vùng cũng rất kinh khủng với mưa sao băng. Vẫn kệ con xây ra ở khu vực nửa trên, nhưng mà có hai con xây ra khu vực nửa trên. Bên phía đội xanh đang công vào, đó là phần bậc thềm bên phía của đội đỏ. Zhuxiang hạ sát vào Zena nhưng cần phải lùi lại để phòng thủ cái trụ bậc thềm ở khu vực đường rồng. Chúng ta chưa để end game được ở thời điểm hiện tại, phút đấu thứ 14. Phút thi đấu thứ 14 rồi. 9-0-10 cho đến thời điểm hiện tại, duy nhất một mình Zenzia là người giữ được sự trong trắng của KDA. Mặc dù là trông có vẻ có rất nhiều lợi thế và đặc biệt là một đội lính sơ cấp ở khu vực đứng giữa, nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì bên phía của đội xanh cảm tưởng như là họ vẫn đang bị bế tắc ở một cái khoảng gì đấy để có thể lấy thêm cho mình những lợi thế. Double kill dành cho Kera, nhưng mà chúng ta cũng đã mất đi Zhuxiang rồi. 4 vs 3 ở thời điểm hiện tại. Trong đó Richter Ping là đang cố gắng để giải quyết quân lính ở khu vực đường tà thần, thì chúng ta lại thiếu người để có thể gây sức ép qua phần sân bên phía của đối phương. Có lẽ là sẽ đợi con Seiza bạo chúa xuất hiện hay chăng đây? Sẽ phải đợi con Seiza bạo chúa xuất hiện thôi. Đợi con Seiza bạo chúa xuất hiện thôi. Có một cái mắt. Phút thi đấu thứ 15 và 20 giây nữa, con Seiza bạo chúa sẽ xuất hiện ở khu vực nửa trên.
nó quay lưng hướng về bên phía của đội đỏ. Như vậy đội đỏ sẽ rút được quãng đường để có thể di chuyển ra hang xe ra. Ở đây thì Kera di chuyển cái kiểu gì đây? Ôi, con xe ra đúng lúc xuất hiện đây rồi. Bên phía đội đỏ họ có được cho mình đầy đủ cả 5 người và đang công lên ở khu đường giữa. Genze đang đứng núp bụi, nhưng chắc chắn đối phương sẽ check bụi. Giáp tên thần kỳ, tốc biến nhẹ cái giáp tay, mất một nửa cây máu đến từ Wonder Woman, nhưng cũng không còn Zhuxiang ở trên bản đồ nữa. Một tình huống lên bảng đếm số đến từ Kira đang mang lại được rất nhiều cái thứ bất lợi, cũng không còn sự trong trắng của KDA đến từ Genze. Bên phía đối phương chắc chắn là sẽ có được con xe ra bạo chúa. Trời ơi, trời ơi, nếu như mà Kera không chết ẩu ở trong tình huống đó, thì có lẽ là sẽ không phải để cho Genzia đứng ở vị trí bụi cỏ lấy sai hang xe ra, rồi sau đó bị bên phía đối phương dí. Nhưng đối phương cũng đã tìm được vào vị trí của Zhuxiang trước đó rồi. Đối phương cũng đã có lại được cho mình một đường lính xuất cấp ở khu vực đường rồng, và họ cũng đã có được cho mình con xây ra bạo chúa. Thế là lại tiếp tục lên bảng. Có lẽ là hết rồi. Zhuxiang sống lại nhưng Wonder Woman không cho Zhuxiang ra. Và thôi rồi, Genze ơi, một game đấu quá hay với quân bài Chrissy, nhưng đồng đội đã phá hủy game đấu của Genze mất rồi. Cay thực sự, cay thật sự. 33 sao của MVP và may quá MVP không bị trừ sao. Má điền thật chứ. Vâng điền. Bên phía đối phương có hai cục tím là của Liliana và của Zena. Tố cáo hết. Tố cáo hết trừ Zhuxiang thì không tố cáo. Rồi cảm ơn các thầy đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các thầy ở trong những video sau. Bye bye.